À dạ vâng ạ, em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một dòng cây vạn tuế, được mệnh danh là cây trường thọ. Cây giống em đang cầm trên tay đây có chiều cao từ thân đến ngọn lá khoảng 50-60 cm các bác nhé. Cây vạn tuế trong phong thủy thì được tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ để vươn đến sự thành công. Ngoài ra cây vạn tuế còn tượng trưng cho sự trường thọ, vĩnh cửu, bởi vì cây có tuổi thọ rất là cao các bác nhé. Cây này có thể trồng trong chậu, cây sân vườn, tùy nhu cầu các bác nhé. Cây thích hợp tất cả các loại đất, phù hợp khí hậu cả ba miền, nên các bác không cần phải hỏi là có hợp đất với khí hậu không các bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc, Bắc Trung Nam em đều ship cả. Khi các bác nhận hàng, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Cây đẹp, đúng chiều cao như bên em đang quảng cáo thì mới phải thanh toán các bác nhé. Các bác đặt hàng thì vui lòng cho em xin số điện thoại và địa chỉ đầy đủ nhận hàng để bên em lên đơn và gửi cây cho các bác nhé. Xin cảm ơn và mến chào toàn thể các bác ạ.